Dạ xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh Năng Gia Ngày Nay. Hôm nay cũng có cái dịp về chỗ Châu Phú của Chiến đó để giao lưu với quý cô chú những cái cây mai tàn cũng như là những cái phôi của Chiến. Thì mời quý cô chú và anh chị cùng giao lưu với Chiến ha. Thưa quý cô chú, thì đầu clip thì mình cũng xin giới thiệu chú ý với quý cô chú là mình cố gắng liên kết cộng tác với những cái nhà vườn có uy tín, đảm bảo cái cây có nguồn gốc và cây khỏe mạnh để mà giao lưu với quý cô chú. Thì mong quý cô chú ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ nhà vườn để cùng nhau giao lưu những cái cây voi đẹp ha. Rồi xin chào Chiến ơi. Dạ chào anh Thân. Hôm nay cũng nghe Chiến là thông báo giới thiệu cho quý cô chú giao lưu những cái cây mai tàn đẹp của mình đó. Dạ. Nhờ Chiến giới thiệu chào quý cô chú luôn. Dạ em cháu xin kính chào quý cô chú bác và anh chị em. Hôm nay em cháu giờ có mấy cái mai tàn mini có, nhỏ có, rồi tổng có. Cũng cảm ơn quý cô chú bác và anh chị đã ủng hộ tin tưởng em cháu những chiều qua. Rồi em cháu cảm ơn nhiều lắm. Rồi. Dạ, em cháu cũng xin kính chúc quý cô chú bác anh chị em ngày mới an lành và thành công trong công việc. Rồi cảm ơn Chiến rất nhiều. Trong thì buổi clip mà điều chi sản xuất mong quý cô chú bác anh chị em quan hỷ. Rồi bỏ qua ha. Rồi thì đầu clip đó thì Chiến cũng giới thiệu nguồn gốc cây để cho bà con biết luôn ha. Cây này An Giang anh. Rồi cây mai vàng An Giang ha. Rồi rồi cây sống khỏe cho bà con giao lưu nha. Rồi cây thứ nhất Chiến ơi, giới thiệu cây thứ nhất. Cô chú bác. Đây cây số 1. Cây lùn tầng thông. Rồi Chiến giới thiệu chi tiết đi. Xù ha. Xù ha. Dạ xù cô chú ạ. Đây mình tổng thể cho bà con xem ha. Quay quay một vòng Chiến ơi. Dạ. Đó, tổng thể một cái cây dáng cây của em đó nè. Cây mai tàn. Gốc xù 100% luôn cô chú ạ. Xù. Chi cành cũng đều hết ha. Dạ, chi cành đều hết. Đó. Đây mình vô chi tiết nè bà con ơi. Đế cũng đều luôn cô chú. Đây từ trên xuống dưới nha quý cô chú. Đó thì mình xin nhắc lại là mình kênh Ăn Gian Ngày Nay. Một cái cầu nối giữa người chơi cây cảnh và nhà vườn thì cố gắng ghi hình cho rõ nét để cho quý cô chú giao lưu tham khảo để mà xem và cảm nhận nha. Dạ, cô chú xem nè. Đây. Đế đều đẹp luôn cô chú ơi. Đế rồi. Bỏ đều luôn. Rồi Chiến quay nhẹ nhẹ đi cho bà con nhìn cái đế đó nè. Đó cái bộ đế nha bà con, xù thân xù luôn ha. Gốc xù nha. Đó vừa Chiến vừa quay vừa chỉ cho bà con. Đế bỏ đều hết. Rất là lực cây luôn ha. Dạ. Rồi Chiến ngừng một chỗ nào đó đi rồi cây mình này nó chỉ có hai mặt cắt đây thôi chú, chứ không có lỗi nào hết. Ghi chi tiết đây. Đây những cái mặt cắt đã xử lý rồi ha. Dạ, lấy. Trên đây có cục xù bự lắm nè. Đây cục xù ở trên nè quý cô chú ơi. Rồi Chiến chỉ cho bà con xem nè. Cục xù. Rồi đây cành có xù luôn anh chú. Rồi cành có xù hết, để xù hết nè. Đây những cái nách đó là nó cũng xù hết nha quý cô chú. Em cháu lấy thông số cho cô chú bác thằng khám. Rồi lấy thông số đi Chiến ơi. Cho bà con hình dung cái cây của mình nè. 50 anh. Trời vị trí 50 ha. Dạ. Rồi. Đây 54. 54. Lấy nhiều cái vị trí cho bà con để bà con hình dung nè. 150 anh. 150 luôn ha. Dạ. Đó. Đó, góc xù hết nha quý cô chú. Tàng ngang có 1m7. Đây bộ tàng là 1m7 ha. Dạ. Lấy chiều cao luôn Chiến ơi. Cho bà con giao lưu nè. Chiều cao có 1m6 anh. Chiều cao 1m6 ha. Dạ. Đó. Thì cây này là mình vô chậu là Tết chơi bông được ha. Dạ ok anh. Cây này chơi nhiều năm rồi. Cây này nuôi được 4-5 năm rồi. Có thông tin gì thì Chiến cứ cung cấp cho bà con. Dạ cô bác nhìn tham khảo nhìn cảnh ngay cái góc xù 100% của chú. Đây. Xù mà đế đẹp luôn. Đó, Chiến quay đi quay nhẹ nhẹ chỉ cho xù bà con này. Lớp đây nè, xù góc đều hết luôn á. Còn quay cái chỉ xù này là con. Xù lớp thứ hai nè. Xù rồi. Đầu lớp thứ hai nào lên đó nè. Xù mới nè. Cục chảy tới quay qua chút nữa đi rồi mình ngừng nó đi, ngừng nó đi đó, mình ghi cái nốt xù cho bà con rồi rõ rõ tí nè. Đó quý bà con xem cái chỗ nốt xù của nó ha, nó lên trên những cái nách nó cũng xù luôn. Nách xù hết điện cho bà con hình dung con cục xù này bự thì đọt đây. Đó cố gắng ghi hình rõ cho bà con xem và giao lưu. Rồi tổng thể đây cho bà con hình dung lại cái dáng em đó nha. Rồi Chiến giao lưu với bà con cây số 1 luôn Chiến ơi. Dạ, cây số 1 này em cháu giao lưu với cô chú bác anh chị em là cái này là 25 triệu. 25 triệu ha. Dạ. Rồi ship làm sao luôn?
cây này phí ship thương lượng đi. Rồi, có gì thì quý bà con liên hệ với Chiến ha. Dạ, dạ, dạ. Cũng như giao lưu tại vườn quý cô chú ơi. Đó, thì mình cũng có để cái số của Chiến ở góc trái màn hình đó, quý cô chú cứ mạnh dạn liên lạc để tìm hiểu thêm ha. Đó. Rồi mời Chiến giới thiệu cây số 2 cho bà con Chiến ơi. Dạ, cây số 2 cô chú bác. Rồi cây số 2. Rồi số Chiến giới thiệu chi tiết cây đi. Số 2 này ghép Đại Lộc anh. Ghép Đại Lộc ha. Đại đó. Lộc cũng gần 2 năm rồi. Ê, thông tin chi tiết cho bà con nha. Mình ghi từ trên xuống dưới cho bà con xem nè. Rồi thì... Chiến quay nhẹ nhẹ đi Chiến, quay nhẹ nhẹ giới thiệu luôn đi. Cây này có bộ đới thú ngồi. Đới thú ha. Dạ. Rồi. Hai đường sau nè, đường trước nè. Đường đây nè. Bà con ơi, mình ghi từ trên dưới cho bà con xem nha. Đó. Còn cái thang thì dáng siêu. Dáng hơi siêu. Đó. Mà cây rất là khỏe nha. Dạ. Đây ở dưới cái bộ đế của nó đây. Đó, Chiến giới thiệu cái thú nè. Dạ, thú ngồi. Rất đẹp. Hai giờ trước nè, giờ sau nè. Đó. Đuôi. Chi tiết cho bà con xem, quay nhẹ nhẹ đi chứ. Cái bà... đích nở lắm của chú. Đây cái bộ đế đây bà con ơi. Nhỏ mà rất đẹp. Đó, đều ha, lực ha. Trên thân thì có những cục nu. Đây, lên trên nha bà con ơi. Đó. Cố gắng ghi chi tiết cho bà con. Cổ. Siêu cổ. Rồi lấy thông số luôn chứ ơi. Đó, cho bà con giao lưu nè. Dáng em nó cũng rất là có duyên nha bà con. 35 anh. Rồi từ từ để mình ghi vô cho bà con xem. Rồi vị trí 35 ha. Trên 35, 35. Rồi. Rồi nới cũ lên. 53. 53. Yeah. Rồi. Rất là nhiều vị trí để bà con hình dung cái cây. Nó dễ giao lưu. 120 anh. Rồi đế 120 ha. Yeah. Rồi đó thêm đi chứ ơi. Đó chiều cao. Chiều cao của em nữa nè. 109 anh. 109 ha. Dạ, cây này rồi. Bông đẹp của chú. Ghép Đại Lộc nha. Ghép. Cây này bông tết về chơi của chú ơi. Đó, ghép Đại Lộc của cô chú ơi. Dạ. Cũng chơi được một bông tết rồi đó nhưng mà qua tết ta cái tàn này anh. Ừ. Rồi ngừng ngừng nó đi, ngừng nó đi mình ghi chi tiết cho bà con xem nè. Cái bông nè. Đó, vô cái thân nè bà con ơi. Thân cũng lắc siêu đẹp lắm. Ừ, nó có những cái nó sù trên thân nha. Thì cái này là cái mấy cái mà cắt người ta đó. Ta cắt bỏ thôi không chơi á. Rồi. Xa vị trí ta cùng luôn. Cái này mạnh khỏe lắm, cũng luôn đây nè. Đó, bên dưới nè bà con ơi. Đích nở của chú ơi. Đó, quay nhẹ nhẹ cho bà con hình dung đi. Đó. Chơi hai mặt bằng nó đẹp, mà mặt đẹp này đẹp. Mặt này đẹp nè. Dạ. Mặt này đẹp nè. Mặt nó cũng đẹp hết. Rồi, tổng thể lại Chiến thông báo giao lưu cho bà con luôn. Dạ. Cái này em cháu giao lưu với cô chú bác anh chị em là 7 triệu. 7 triệu ha. Dạ. Ship sao luôn? Phí ship 300 km. Ship 300 km cho quý bà con ha. Dạ, đó. Thì quý bà con trong quá trình xem đó thì nếu mà mình thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Chiến nha quý cô chú. Đó, mình để cái lúc nào cũng để cái số điện thoại của nhà vườn ở góc trái màn hình đó, cho quý bà con tiện theo dõi và liên lạc ha. Rồi Chiến giới thiệu cây tiếp theo Chiến ơi. Dạ. Cây tiếp theo là hai cây, cây số 3 cây số 4. Rồi coi như một cặp ha. Dạ em cháu luôn cặp luôn. Rồi số 3 số 4 nha. Dạ. Rồi, rất tương đồng nha bà con. Rồi Chiến giới thiệu Chiến ơi. Cây này có bộ đế quái lắm cô chú ơi. Đây mình giới thiệu cây này trước nha. Dạ. Đây coi như số 3 đi. Đó, dạ. Cây số 3 nghe quý cô chú. Đây chi cành từ trên dưới nè quý cô chú xem nè. Coi như là cái này mình xài mua một cặp thì mình về mình chưng cũng rất đẹp ha. Dạ. Chơi rất đẹp. Đây cho quý cô chú xem cái bộ đế nó trước nè. Ở trên nó có chỗ sù nè. Tại em trái là không kịp cũng rất chạm. Đây trên nó sù ha. Dạ sù. Cục này nè. Để mình đi một vòng cho bà con xem cái bộ đế nó. Bộ đế khá quái đẹp. Đây bộ đế rồi quý cô chú ơi. Nó cũng rất là đều ha. Đó quý cô chú xem bên kia là cây số số 4 ha. Đó cũng tương đồng quý cô chú. Đây mình tổng thể cái cho quý cô chú xem hai cây nè, cặp nè. Rất là đều. Đó, chi cành của bên trên. Nó cũng có những cái nốt sù ở nách ha. Đây vị trí cũng có những cái nốt sù nè. Nè, sù nguyên cục luôn nè. Đây, bộ đế đây cũng cây rất này già lắm à. Rất là đều cây ha. Đó một cặp nha quý cô chú. Cây này về Tết là bẻ, về già là bẻ ta cành càng không có chơi đẹp không cô chú ơi. Coi như cặp này để rất đẹp ha. Dạ. Vậy thì tầng nào giờ mình bẻ lên tầng đông. Đó, bên phía bên này là cũng nổi sù nha bà con. Cục sù trên đá sù luôn, cục sù.
hai cây này khá giống nhau đấy, quá quá cũng tương đồng ha. Dạ. Hoành hoành thăng cũng giống nhau luôn, bằng bằng nhau. Ủa đấy đẹp quá chú, lực đẹp lắm. Rồi bây giờ mình đo một cây đại diện đi. Đó, cho bà con ta hình dung nè. Đó, số 3 đi. Nó tương đồng với nhau. 32 anh. Rồi vị trí đó 32 ha. Dạ. Rồi lấy thêm đi. Quỳnh đấy. Mét 6 anh. Rồi 1m6. Dạ. Bộ đấy sổ của em đó nè. Đó, lấy nhiều vị trí cho bà con hình dung nè. 28. 28 ha. Dạ. Chiều 28 cao. Quý cô chú ơi. Cao 1m7. Chiều cao cây 1m7. Rồi. Rồi bộ tàng luôn. Hao hao cái bộ tàng cho bà con xem. Mét 1 à. Mét 1 ha. À, cái này mình chặt ra cái từ mét rưỡi. Đó, mình chặn nó ra nha quý cô chú. Chặt ra mét rưỡi. Rồi, cái cây bên kia, đo cái bên kia cho bà con hình dung luôn nè. Đó, một cặp nha bà con. 28 anh. 28 ha. Dạ, 28. Rồi. 28 nè. Rồi 28 vị trí đó ha. 29 luôn. Rồi đo thêm chứ ơi. Rồi cô đặt cái này nè. 64. 64. Dạ. Ừ. Mình đấy. Mét 8 anh. Đấy mét 8. Dạ. Đo nhiều vị trí cho bà con hình dung. Cái này tàn ngang mét rưỡi. Tàn 1m5 ha. Chiều cao luôn chứ ơi. Chiều cao mét 8 anh. Đó, chiều cao cây bên kia mét 8 ha. Dạ. Đó thì mình ghi tổng thể lên một lần nữa, hai cây nha bà con, một cặp nè, nó dáng cũng tương đồng. Đế rất đẹp cô chú. Ừ. Đế rất là đều. Đó, cho quý cô chú xem và cảm nhận nha. Hai cây này nó nằm gần nhau luôn á. Ừ. Cái cây bên đây có cái hình thú này, bên đây hình thú. Về cắt sửa hình thú cây thú. Đây. Rồi cây này nó mình giao lưu sao chứ ơi. Dạ, cặp này em giao lưu là giá là 12 triệu anh. 12 triệu một cặp ha. Dạ. Rồi đó, cho quý cô chú giao lưu nè. Rồi cái ship đồ làm sao? Ship thương lượng anh ạ. Ship thương lượng với khách đi ha. Dạ, dạ. Rồi quý cô chú nếu mà có nhu cầu về cái cặp này á thì cứ liên lạc với Chiến. Đó, Chiến sẽ cung cấp thông tin là về cái chi phí thêm cho quý cô chú. Đó thì mình thường nghĩ là một cặp này là cũng rất là đẹp để mà tương mình xứng tương xứng ha. Ừ, để mình chơi. Thấy giờ mình chặt cành đẹp lắm á. Mình về mình chặt làm lại rất đẹp. Rồi mời Chiến giới thiệu cây tiếp theo Chiến ơi. Tiếp theo là cây số 5 là cây nguyệt quế của chú bác. Cây nguyệt quế ha. Dạ. Rồi Chiến vô giới thiệu cho bà con luôn. Này cái lá rất đẹp, nó dày bóng. Này cũng dạng bonsai ha. Cái này là thành phẩm anh. Thành phẩm rồi đó quý dạ. Cô chú ơi. Cô bộ đế cũng rất đẹp. Đó, lên chậu rồi đó. Đó bây giờ mình Chiến quay nhẹ nhẹ đi. Quay nhẹ nhẹ cho bà con coi tổng thể cái dáng đi. Nằm chậu lâu năm lắm anh. Ờ nằm chậu lâu rồi ha. Dạ, có thông tin gì thì thông báo cho quý cô chú. Đó, đây. Tạo dáng bonsai rồi nha bà con. Đẹp lắm. Đó, quay vòng đi bà con nhìn cái dáng đó nè. Cái này giờ chơi đẹp cô chú ơi. Rồi xong mình chi tiết vô nè bà con ơi. Rồi ngừng nó đi rồi mình ghi chi tiết vô bà con xem nè. Đó tạo cái dáng xong rồi nha bà con. Cây thành phẩm nha. Đây mình vô cái chi tiết nó này cho bà con xem. Đây cái bộ đế bên dưới đây bà con ơi. Giới thiệu chứ ơi. Bộ đế đặt của chú ơi, đặt luôn của chú. Ừ. Để lực lực lắm. Này giống như là cây cổ vậy ha. Cây cổ thụ vậy đó. Dạ. Kiểu dáng cây cổ thụ đó bà con. Để mình đi vòng cho bà con xem cái đế đó nè. Đó. Đế giống như là một cái dạng cổ thụ lâu năm á. Dạ. Cháu thấy cái này đẹp quá, cháu lấy gì giao lưu với cô chú Bạch. Đây cũng là một cái dạng dạ. Cái cây để mình sưu tầm nè quý cô chú ơi. Đây chi cành bên trên đây bà con ơi. Cây mà mình cắt nuôi gì là lâu năm đó anh. Ừ. Được thì thẳng lâu lắm. Rất là đẹp ha. Dạ. Đây. Bà con xem lần nữa nè. Dáng tổng thể của em đó nè. Cây này thì chú bác biết rồi, chắc cây bóng thơm. Thơm dữ lắm luôn. Rồi Chiến lấy cái thông số cho bà con giao lưu nè. Trước tiên làm tay trái đầu hoành tổng cái. Rồi. Rồi vị trí đó đi. 50 anh. Rồi vị trí đó 50 ha. 32. Rồi 32. Ừ. Cái nhiều vị trí cho bà con. 23. 23 ha. Dạ. Ở đây. Đó, đo nhiều vị trí cho bà con. 20. 20 ha. Dạ.
chiều cao. Chiều cao của cây đi chứ ha. 99 nè. Chiều cao 99 ha. Tàn ngang 103. Tàn ngang 103 bà con ơi. Để câu mình thấy. Mét 6 anh. Mét 7. Đế là 1m7 ha. Dạ. Rồi đó. Cái này bộ đấy và thân rất đẹp của chú. Thân đẹp. Em ghi lại lần nữa cho bà con xem. Đó, quay vòng đi cho bà con hình dung cái đế đó nè. Bên nào có điều đẹp bốn mặt của chú. Cái dáng của em đó nè. Đi đẹp. Đây dáng nó đây bà con. Rất đẹp cây luôn á. Rồi cái cây này chuyến giao lưu với bà con luôn chứ ơi. Cây này em cháu giao lưu với cô chú bác anh chị em là 8 triệu. 8 triệu ha. Dạ. Rồi ship. Phí ship thương lượng đi. Ship thương lượng với chiến ha. Dạ, cây này chắc ship thì quý cô chú trong quá trình xem đó có quan tâm để ý cây nào thì cứ liên lạc với chiến nha. Đó, mình để cái số của chiến bên góc trái màn hình. Rồi quý cô chú cứ việc mạnh dạn liên lạc để chiến cung cấp thêm thông tin ha. Rồi chiến giới thiệu cây tiếp theo chiến ơi. Cây mai tàn anh. Cây mai tàn ha. Tàn thân cao. Ồ, cây cũng rất là to bà con ơi. Cây cũ quá ứ luôn rồi. Rồi, cũ lớn ha. Dạ. Rồi mình đứng xa xa mình tổng thể cho bà con lần nữa bà con ơi. Đây, cái dáng của em đó nè. Cái tàn cũng rất là to cao ha, tàn thông ha. Dạ. Cây này cây dảo anh. Rồi, giới thiệu chi tiết đi. Dạ, anh cho cái lá nè. Cây dảo ha. Dạ. Đây lá đây bà con ơi. Lá rất là to. Lá xài nè. Bông to đẹp của chú ơi. Đó, rất là to nha bà con. Bông từ 7 tới 12 cánh dạ. Ha. Đó, chi tiết cho bà chị con thông tin. Lá nào vậy chứ? Bông lá bành bành không nè. Ừ. Tại chưa đúng sức anh, tại vì cái lá nó mới bắt đầu già. Cái này mà xuống xuống đất mà nó còn to nữa ha. Tại vì em trái bước nó đầu quá. Đây mình vô cái thân với cái đế cho bà con xem nè. Cái đế thì cô chú xem nè. Đây bà con ơi. Nó bự bằng bự hơn cái bắp chuối cái bắp tay của to chân. Luôn ha. Dạ. Rất là lực luôn. Rồi mình để mình đi một vòng cho bà con chiêm ngưỡng cái dáng cái bộ đế này chưa còn đi sâu xuống của chú. Tại vì em cháu là thường thường là mấy tàn em cháu cũng mo mo vừa đủ thôi. Còn móc nữa ở dưới dạ. Nữa phải không? Đi thẳng thẳng xuống không đâm xuống thẳng xuống mà. Ừ, rễ đâm xuống. Tại bộ đế này bộ đế lấy nơm. Đây bà con em xem nè. Đó, thân là vàng khè luôn đó bà con ơi. Này rễ đi xuống xuống. Đây bà con xem cái bộ đế rất là lực ha. Dạ. Đây bà con mình đưa lên cho bà con coi cái thân đó nè. Lúc về cháu bứng cây là có cái cây này là bộ đế là nó lực cộng lực. Đó, bên trên là chi cành bên trên nè quý cô chú ơi. Nó xem để cảm nhận. Hai cành cũng lực đó cô chú ơi. Nè. Ừ. Cho coi nè. Rất là lực luôn. Một thân vót lên cho lên cho anh. Thân vót nhọn rất thẳng luôn. Ừ. Cái cành đều khít luôn cô chú. Đây, đặc biệt là cái tàn rất là đẹp luôn. Đây mình lấy xa xa cho quý cô chú xem lại nè. Đó. Rồi giờ chiến vô lấy cái thông số cho bà con giao lưu đi. Đó, cây này cái bộ đế rất là to. Đây. Rồi nhiêu báo cho bà con luôn rồi chứ. 66 anh. Rồi vị trí đó 66 ha. Dạ, cũ. Cô đặt cho cô chú ơi. 86. 86 nha quý cô chú. Dạ, em đâu mình đấy. Gàng 2.2 anh. Rồi đế 2.2. Đó. Cũ lắm, bự lắm chú ơi. Rất là to luôn á. Còn sáng cũ cái cho cô chú thôi nè. Cho nhiều vị trí cho bà con hình dung nè. 125 anh. Ồ, rất là to luôn bà con. Đoạn là 125 thấy cái đó. Ở trong mình cô chú thấy cháu ngoài rất là bực. Này, rất là to nè. Để em đo cái rễ nhỏ nhỏ nhất cho cô chú tham khảo nè. Đo cái rễ bên kia đi. Đây rễ này lô luôn rồi đâu, ngắt à. Đó, cho bà con hình dung nè. Tại vì cây có giá trị gì mình đo nhiều chỗ của chú có tham khảo. Rồi cái vị trí đó nhiêu? Cái rễ 24 anh. Ồ, cái rễ 24. Cái này, cái này chắc là từ 30 mấy lên. Ừ, to hơn nữa đó. Cái này nó to hơn nữa nè. Đặt cái trong luôn của chú nè, của chú coi nè. Đây bên trong kẹo luôn nha. Bên trong là đặt kẹo ha. Trong có lỏng nha. Để đặt luôn nha bà con. Quá được luôn. Để định đo thắt 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 cho cô chú tham khảo nè. Rồi thoát thân lên là 85 anh. 85 ha. Tới chi cành thứ nhất đó. Cho bà con hình dung. Đem đo cái cành cho chú xem.
cành này nó là 36 đạch. 36 ha. À. Ừ, rất là to luôn bà con ơi. To lắm. Cành trên. Ừ, đây cành là 30 mấy là rất là to luôn á. Đây là 28 anh. 28 ha. Dạ. Cành thứ nhất 36, cành thứ hai là 28. 28. Cái chiều cao này em cháu đo là 4,5 m nè. Rồi để mình ghi tổng thể cho bà con coi nè. Đấy cây tràm chiều cao là 4,5 m ha. Dạ. Đó, đây là mình đi xa xa ra mình ghi cho quý cô chú xem nè. Đó, nó cao là 4,5 m. Ừ. Còn cái tàn hao hao nhiêu? Cái tàn cái tàn chắc cũng cỡ 2 m mấy á. Ừ. Cây rất là lực luôn bà con ơi, mà có bộ tàn rất đẹp ha, tàn phong. Cái củ này cái mang là khó kiếm gì lắm anh. Đó, đặc biệt là cây có một cái bộ đế rất là lực. Lực ừ, da rất là vàng nha bà con. Bên này cho cô chú xem cái này qua nè. Thật. Đâu? Ngày qua em cháu bứng về chở về á, cũng hơi không sôi sức chút xíu. À, bị chạy mấy da nhỏ á. À, chạy. Không có đến đó gì mà nói chung là không thông báo cho bà con ha. Dạ. Có sao rồi nói vậy để giao lưu. Ừ. Cô chú này con hai cũng dễ nè, bám được sâu nè. Rất là to luôn. Dạ. Tay cành bự nữa cô chú. Rồi. Rồi Chiến ra giao lưu cái cây này cho quý cô chú đi Chiến ơi. Dạ cây này em cháu giao lưu với cô chú bác là 62 triệu. 62 triệu ha. Dạ. Rồi ship sao? Ship thương lượng anh. Rồi có gì là giao lưu tại vườn nha. Quý cô chú có nhu cầu thì cứ liên lạc với Chiến. Dạ cây này đặc biệt là bông đẹp cô chú. Bông đẹp ha. Ngạn quan có chụp hình rồi. À coi như là cây này là bông đẹp nha quý cô chú. Dạ bữa em coi là có chụp hình, hôm nay nó rụng rồi. Đó, thông tin cho quý cô chú những cái chi tiết. Cái lá nó to lắm nè. Ừ. Đây nè. Đây lá quý cô chú à. Đó, trên bầu và lá nó vậy là rất là to. To dài lắm cô chú. Cái này già mới có 70% mà tại vì em cháu bứng đây đó. Ừ. Nếu mà già nữa là lá to nữa. Rất là to. Nè. Đó thì nếu trong quá trình xem đó quý cô chú mà thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Chiến nha. Đó thì Chiến sẽ cung cấp thêm cái những thông tin. 9 cm anh. Vàng 2 tắc đó, lá. Ờ, cái lá rất là to ha. Vàng 2 tắc vàng gan mình ha. Ừ, rất là to nha quý cô chú. Đó thì quý cô chú thích thì cứ liên lạc với Chiến nha. Đó, cũng rất là cảm ơn kênh An Giang ngày nay, cảm ơn quý cô chú. Cô chú ơi. Dạ Chiến. Chú đấy anh xa xa rồi đem cháu gùng cái mài tàn để rồi. Cô chú tham khảo cái tàn cái đến cái như thế nào ha. Rồi, đó. Nè. Đó, nè. Rất là chắc nha bà con. Ừ. Rất là chắc cây. Rồi Chiến giới thiệu cây tiếp theo Chiến ơi. Cây tiếp theo là cây số 7 anh Thận. Cây số 7 ha. Dạ. Rồi đây Chiến giới thiệu Chiến ơi. Cây số 7 của chú bác. Đây. Cây cũng tàn cũng thông. Cũng tàn thông nha quý cô chú. Đó, đợt này về tàn thông rất là đẹp cho giao lưu quý cô chú nè. Cây này thì bông nó không có được đẹp như cây kia đâu. À. Nó, từ 5 đến 7 tấm cánh nhưng mà bông 5 tới 7 tấm cánh ha. À. Đó, bông kích nữa nhưng mà nó không nhiều cánh. Ừ. Đây vô bộ tạ xương chi tiết cho bà con xem chi cành nè. Đó, đợt này Chiến về những cái cây tàn thông cho bà con giao lưu nè. Đây bộ đế cho bà con cũng chắc ha. Cũng lực nè, để mình đi vòng cho bà con xem nè. Ừ, bộ đế cũng rất là lực. À, do là nó có cái tàn ở dưới đó cho nên là nó ánh sáng nó hơi yếu mà quý cô chú xem thông cảm, mình cố gắng mình ghi cho rõ cho quý cô chú xem. Ừ. À, vô lấy thông số Chiến ơi. Dạ. Lấy thông số cho bà con giao lưu nè. Thông số cho cô chú bác tham khảo. Đế cũng rất đều. Dạ. 40 anh. Rồi vị trí đó 40. Đồ xuống cái cuộn đặt. Đây 53 nè. 53 ha. Dạ. Rồi đó, đó nhiều vị trí đi cho bà con hình dung. Rồi cái đế dưới luôn. 1m7 anh. Rồi 1m7. Đó thoát thân luôn chứ ơi, thoát thân cho bà con hình dung nè. Anh. Rồi 70. Đó. Cái tàn ngang có cái này 3 m á, tàn ngang á. Bộ tàn 3 m ha. Dạ. Một bên đây là 1,5 m hay thước nè. Ừ, chiều cao hao nhiêu? 1,5 m nè. Chiều cao cái này có tầm 4 m. Chiều cao khoảng 4 m ha. 4 m trở lên anh. Đó, 4 m trở lên nha quý cô chú. Đây mình lấy tổng thể lên lần cho quý cô chú xem nè. Để cho tay cầm cho cô xem. Ừ.
Rồi từ từ để mình vô cho quý cô chú xem ha. Đây đo tay cành nè. Đó tay cành chi thứ nhất 15 đó. Anh. Ừ, 15 ha. Dạ. Rồi rồi thứ hai luôn kế tiếp. 15 anh. 15. Dạ. Đó đều đều hết nha bà con. Lột cô chú ơi, từ đây chính với đều gan luôn, kẹo nẹo tàn luôn nha. Đây mình ghi vô bên trong chi tiết cho bà con xem. Cái cây này mỗi cái cành là nó có hiện tượng nút xù nè. Nút xù ha. Dạ. Đó. Hiện tượng như thôi. Đó, giới thiệu chi tiết cho bà con. Rồi Chiến ra giao lưu với cây luôn Chiến ơi, cho bà con luôn. Cái cho cô chú tham khảo một cái. Rồi rung rung đi cho bà con đó. Đó rất là chắc lực lưỡng nha. Bộ đế đẹp cô chú. Ừ, đế đều. Rồi giao lưu luôn Chiến ơi. Cái này em giao lưu với cô chú bác anh chị em là 29 triệu. 29 triệu ha. Dạ. Rồi giao lưu tại vườn ha. Dạ tại vườn. Đó, quý cô chú có nhu cầu thì cứ liên lạc với Chiến, mình để cái số ở góc trái màn hình đó, lúc nào cũng cho quý cô chú giới thiệu những cái cây mai, những cái cây bonsai đẹp để quý cô chú giao lưu. Đó thì vừa qua Chiến cũng giới thiệu cho quý cô chú những cái cây mai tàn VIP đẹp của Chiến đó. Thì Chiến chào bà con Chiến ơi. Dạ, cây thứ bảy cũng là cây cuối rồi cô chú bác. Rồi. Dạ, cuối chương trình em cháu cũng rất mong cô chú bác anh chị em cũng ủng hộ cho em cháu nhiệt tình. Rồi. Em cháu cảm ơn nhiều lắm. Và em cháu kính chúc quý cô chú bác anh chị em một buổi chiều an lành. Dạ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Rồi, rất cảm ơn Chiến đã giới thiệu những cái cây cho bà con giao lưu ha. Dạ. Đó thì quý cô chú bác trong khi xem video đó, mình thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Chiến nha. Đó thì Chiến sẽ cung cấp thêm những cái hình ảnh cũng như là bông đó, của cái cây này rất là đẹp cho bà con giao lưu. Đó thì trong quá trình xem nếu mà có thắc mắc gì đó thì quý cô chú hãy comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình. Và chia sẻ những cái gốc mai, những cái gốc bonsai đẹp giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.